Chào các bạn, mời các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay ta lại gặp cô nàng mèo Angela của chúng ta. Cô nàng mèo Angela của chúng ta nha các bạn nha. Hôm nay ta sẽ mở hôm nào mở trứng hôm nay. Xem nào ta được gì. Mở một lần nữa nào. Biển này chúng đang ở rất nhiều vị trí khó các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Nào, ta sẽ tiếp tục bắn hạ chúng nào. Boom nào. Rồi, chúng rơi. Hắn đã bị trúng đạn rồi. Ôi thôi rồi, đau quá. Rồi cô nàng mèo ta choáng rồi. Nào, ta sẽ bắn hạ tên nữa nào. Nổ chưa? Giờ hắn giờ chúng vịt nào. Bắn vịt à? Những tên gấu trúc trộm dám bắn vịt à? Ta sẽ bắn trái tim. Trời ơi, bay cao quá các bạn ạ. Nào, một lần nữa nào. Bắt đầu nổ súng nào. Chúng vịt rồi. Chúng lá chặt các bạn ạ. Rồi hắn bắn vịt cơ. Bắn vịt thì ta có trái tim bắn này. Chúng đạn rồi. Rồi tên này lém bóng bay các bạn ạ. Các bạn thấy hắn có bóng bay màu đen. Hạ tiếp một tên nữa nào. Chỉ còn một tên thôi. Rồi đau quá, lém vào ta đau quá. Cô nàng mèo của chúng ta sẽ phải làm sao đây? Ui xa rồi, bắn cao, bắn xa quá. Trời, lổ chưa? Chúng rồi, suýt được các bạn ạ. Trái tim của cô nàng mèo bay xa. Nào, lần này sẽ phải trúng thôi. Phải trúng đích rồi, lổ rồi. Hắn đã bị ngã xuống biển rồi các bạn ạ. Ta sẽ tiếp tục mở dương chưa. Và ta có bao nhiêu chiếc chìa khóa đây. Còn thiếu một chiếc chìa khóa nữa các bạn ạ. Tiếp tục hành trình chinh phục mọi thử thách nào. Xem ta sẽ phải hạ những tên nào nào. Được hạ phải 3 tên trộm các bạn ạ. Nào, cô nàng mèo chúng ta sẽ là người bắn trước. Chưa, gần trúng rồi. Trời ơi. Nào, lần này là sao đây? Lần này là phải trúng đích rồi. Xa quá. Trời. Nào, ta sẽ bắn lên bầu trời. Thả xuống rơi xuống nào. Bay cao rồi. Trời. Chết đau quá các bạn ơi. Cô làng của chúng ta đã bị trúng đạn rồi. Đau quá nào. Một lần nữa nào. Bắn tiếp tục nào. Nổ chưa? Ui trời ơi.
rồi bắn bóng bay các bạn ạ. Bắn bóng bay này thích chưa? Đau quá rồi, cô làm nào ta bị choáng rồi các bạn ạ. Lần này thì sao đây? Lần này phải trúng thôi. Một tên, hai tên. Tên này sắp hết máu rồi. Một cái nữa là tên này sẽ phải chịu thua thôi. Rồi, lần này ta phải tiếp tục bắn nào. Trúng rồi, trúng rồi. Ôi trời, một phút nữa thì trúng các bạn ạ. Nào, lần này ta sẽ phải làm sao? Bắn vào đây. Ta phải chơi lại rồi. Nào này các bạn nha, lại thôi. Nào bây giờ ta sẽ phải bắn tên này. Ôi trời ơi, phải bắn vịt. Trúng chưa? Ôi, hắn còn một giọt máu nữa các bạn ạ. Được chưa nào? Ôi trời, bay cao và xa quá. Đúng chưa nào? Ôi trời, hắn đã bị trúng đạn rồi và ngã xuống biển các bạn ạ. Tiếp tục. Một lần nữa là một lần này là ta phải giết được hắn thôi. Xong chưa? Hắn bị chín rồi, cạn rồi. Đổ bom này. Trời ơi, ôi đau quá rồi, cô làng chúng ta đã bị choáng rồi các bạn ạ. Nào, chúng ta rồi, tên cướp đã bị ngã xuống biển rồi các bạn ạ. Thêm một lần nữa nào. Chúng ta phải hạ tên nào đây? Tên nào đây? Rồi, đang bị ngã xuống biển các bạn ạ. Ôi trời ơi, cô nàng của chúng ta cũng bị ăn lém chúng. Nhưng ta phải bắn thôi. Ôi đau quá rồi, nguy hiểm chưa các bạn thấy chưa? Go, ta lại phải lại cửa này các bạn ạ. Ném quả ta rất là nguy hiểm. Chưa này, một tên đang ngã xuống biển rồi. Ui đau quá, cô làng của chúng ta lại bị trúng đạn rồi. Lần này thì sao nào? Lần này là phải trúng thôi. Trời ơi, thôi rồi, đau thôi rồi. Video của mình đến đây là tạm dừng. Mời các bạn đón xem cô làng Angela của chúng ta vào video sau các bạn nhé. Bye bye các bạn.